Lời đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam ra miền Bắc. Hôm nay em sẽ tiếp tục lên cho anh em tổng cộng là 9 con máy nha. 9 con máy này là 9 con máy nồi đồng có đá. Hàng này chuyên cho anh em đi đánh biển. Có một số con chuyên cho anh em đánh lục. Có xả cước nhanh. Rồi đếm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Rồi cảm ơn anh em. Rồi đếm vô con thứ nhất nha. Con thứ nhất là một con Ben. Hàng này hàng của Mỹ. Con Ben này những clip trước em cũng đã đăng rồi. Con Ben này là Ben 9500. Đó. Trước đây tí. Ngoại hình tầm khoảng 95%. Máy hỗ trợ là cốt cốt chịu lực. Con lăn là lăn đây. Đã mùi vịt sống. Nghe rất là đã. Và cộng này chân chu. Máy có hỗ trợ phá âm nha mọi người. Đây quay ngược ok và tới ok đó. Máy này xương đơn của là xây tầm 14.000 của Daiwa Shimano đó, ngoại hình rất là bự. Đây em giờ lấy đây cốt và cốt trợ lực đó, máy là dầu nguyên zin của máy luôn nha mọi người, dầu mở nguyên zin của máy luôn đó. Máy thứ nhất, máy này là máy hai nồi động chân chu. Đây hai nồi. Ngoại hình cũng khá là ok. Đây, mình muối cái này một ít. Đó. Giá công khai luôn, giá con này là 3 triệu nha mọi người. Máy số 1 giá 3 triệu. Rồi, tiếp theo là con máy số 2. Máy số 2 là một con Ben. Đây, con Ben 8500. Xe cái này tầm 12.000 nha mọi người. Xe chuẩn tầm 12.000, 10.000, 12.000. Hàng nội địa Nhật, ở Lộc, hàng Mỹ. Máy này vẫn hỗ trợ là hai nồi. Ngoại hình khá là ok. Một. Đó. Nồi đó là rất là mới. Ngoại hình mấy con này tầm khoảng 95% nha mọi người, 95%. Máy tước ok. Hoạt động chân chu nha. Tay quay núm tròn. Có farm nha mọi người, nó hoạt động chân chu. Đa phần những máy nha, ngoại hình còn rất là mới như vậy á thì người ta câu rất là ít. Nên nhông cổ mọi chức năng hoạt động rất là êm. Đây trước đây ít nè đó, mọi chức năng hoạt động rất êm. Đây quay ngược đây đó, êm mượt. Người tới đây đó. Nè. Nó mùi vịt sống, vẫn là hàng nội địa, hàng mực, hàng Mỹ, giá công khai luôn 2,8 triệu nha mọi người. Máy số 2 là 2,8 triệu. Máy số 3. Máy số 3 vẫn là con Ben 8500. Đây. Con Ben 8500 xe tầm 10, 12 ngàn. Đấy cứ ok. Con lăn lăn nha mọi người. Những máy này á là em đều test con lăn cho mọi người hết. Đều lăn hết. Ngoại hình cũng khá là ok. Đây, con này tay quay nó bị gỗ một tí. Thấy không? Nói chung thì không ảnh hưởng gì, chỉ chốc sơn thôi, bông chốc sơn nhẹ. Hoạt động thì chân chu. Tắt âm đây. Đó. Mua bên là mua bên sống. Đây cất là ok. Mọi chức năng ok hết. Ngay ngược về tới ok nè đó. Đây. Ngoại hình con này cũng gần khá là ok. Tầm khoảng. Đây cái này dính keo nha mọi người. Tầm khoảng 90-95%. Đây để em bồi cái này cho. Đó. Đấy cứ ok. Máy này hỗ trợ bằng hai nồi. Con này là 8500. Đó. Khá là bóng nha. Giá công khai luôn. Con này 2,7 triệu. Vì nó bị xước.
đây nó bị xước cái tay quay một ít, đây nó bị gỗ tay quay một ít, mọi người thấy không? Cái cọng chân chung nha, cầm nạc cảo rất là ok. Đây, máy số 3 2,7 triệu. Tiếp theo là con máy số 4. Để em lên mày. Đây, một máy số 4. Đây, con máy số 4 mình là một con tay qua Cadia 4000. Hàng này là hàng công nghệ Mixel, công nghệ này chống nước biển nha mọi người. Đây. Đây. Ngoại hình khá là ok. Tay quay là tay quay nấm dặn, tay quay này khá là cao đó. Đây, ok. Tay quay này nhóc rất là nhẹ nha mọi người. Đây trước đây là ít. Hàng này qua mua bên sống đây rất ok, cốt là cốt trợ lực. Xây con này xây chuẩn là, em coi xây chuẩn con này là PA 2.5 dây lực 300m, PA 3 dây lực 250m. Con này xe chuẩn tầm 5.000, 6.000 của Shimano. Xe chuẩn tầm 5.000, 6.000 của Shimano. Cốt là cốt trợ lực nha mọi người. Đó. Đây. Công nghệ này công nghệ kháng muối chống nước biển. Đó. Tay quay đây rất là ngầu. Cộng chân châu im mượt không rung lắm đó. Quay tới ok, bên ngực ok nè đó. Hàng này hàng đây qua hàng China, sản xuất ở China đó. Anh em có thể tham khảo giá trên mạng, giá trên mạng máy mới con này hình như là 5,3 triệu chưa cộng phí ship. Giá em bán ở đây là 2,3 triệu thôi nha mọi người, 2,3 triệu cộng ship. Giá là giá 2,3 triệu cộng ship nha mọi người. Nó hoạt động chân chu không gom lắm đó. Hàng này anh em nào đem đi lua cũng được, lua rất là mượt, đem đi lua lóc ở lóc là chùm luôn, hoạt động bao mượt. Giá là 2,3 triệu nha mọi người. Rồi tiếp theo là con máy số 5. Con máy số 5 một con máy hỗ trợ xả cực nhanh. Con này là một con Daiwa. Đây con Daiwa automatic, hoạt động chân tru nè đó. Con này có xây tương đương với là xây 6.000 Shimano, nó hoạt động chân chu. Đó, công nghệ xả cực nhanh automatic đây nào, xả cực nhanh. Đó, chế độ 3 tuner xả cực nhanh, máy bơm đua chuột đấy rất ok nha mọi người. Đây con lăn lăn nha, máy em test con lăn cho mọi người hết. Hàng sản xuất tại Korea đó. Hàng này thương hiệu Daiwa nha mọi người đó. Máy chạy là chạy 4 mặt đạn đó. Ngoại hình đây em soi kỹ ngoại hình cho mọi người xem. Máy này chuyên cho anh em là đi đánh lục, đi câu chép. Anh em những đòi hỏi những câu, những săn hàng á, những con cá đòi hỏi thao tác rất là cao á, câu con này rất là phê. Thấy không, hoạt động nè, quá trời mượt, đất mượt. À, giá công khai con này cho mọi người, em giá công khai con này là 1,2 triệu cộng ship. Đó, máy hỗ trợ automatic sẽ cực nhanh. Để xiết lại. Đó. Đây, quay nó đập nè, nó. Rồi, máy số 5 giá là 1,2 triệu. Tiếp theo là một con Shimano carbon. Đây.
Shimano Carbon, Shimano là GT 7000, xây tương đương với là xây 10000, cước bự được 110m, cước bự được 210m, cước 14 được 140m. Đây, hàng ngoại hình khá là ok, cái này là dính nước thôi, dính nhớt. Ngoại hình con này khoảng tầm 95%. Đó, mọi người thấy không? Soi kỹ cho mọi người xem luôn. Thân là thân carbon, carbon nguyên khối nha mọi người. Hàng này hàng chuẩn Nhật nha. Đó. Đó, tay quay núm gỗ, núm gỗ bự nha mọi người. Nào, mặt rộng trơn tru. Rộng trơn tru không lắc. Máy hỗ trợ là sở cực nhanh. Nè, đó. Đây, cứng nè, đó. Qua đây nè, đó. Dẫn bên chuột nè, đó. Chiếc qua đây nè, đó. Cứng nè, đó. Đó, máy hỗ trợ sở cực nhanh, hoạt động trơn tru. Ngoại hình tầm khoảng 90-95%. Đó. Đây, ngược ok, về tới ok nè. Tay quay núm gỗ. Gấp cho được nha mọi người. Đó, xoay kỹ cho mọi người xem máy luôn. Đó, thấy không? Rất là ok, rất là mới. Đó. Giá công khai luôn nha mọi người. Giá công khai con này là 1 triệu 2 cộng ship nha. 1 triệu 2 cộng ship. Giá rất là ok. Anh em đánh lục, đánh biển đánh lục rất là ok, không thôi đi đánh cha cạo cá rất là phê, máy dòng máy cạo rất là đã. Đó, giá công khai nhờ 1,2 triệu cộng ship nha. Đó, tiếp theo là con máy số 7. Đây, số 7 là một con tay qua được độ cối nông. Đó. Con này là Sport No 1, máy hoạt động trơn tru. Nếu có ok nè. Đó. Rồi, giá công khai con này luôn 500k cộng ship nha mọi người. 500k cộng ship máy số 7. Đó. Máy này xây tương đương với là xây 5000-6000, nồi cước, nồi chứa cước nha, chứ máy là máy xây tầm 10000. Đó, máy rất là bự. Máy số 7 500k, giá là giá cộng ship hết nha mọi người. Đây, tiếp theo là em cặp lên cặp này, chuyên anh em nào đi hàng sưu tầm á thì nên hút cặp này, hàng rất là hiếm, lâu lâu lắm mới về được một con là phù hợp, ngoại hình rất là mới. Đây, con này là con S4000C. Đó, ngoại hình đây. Em cho mọi người xem nó. Nồi khắc là họa tiết hoa văn nha mọi người. Đó. Đây thông số cước đây, cước này xe tương đương với xe 10000. Đó. Cước mự 170m. Đó, sơ lược qua cái nồi đây. Đó, cho mọi người xem. Đó, rất là mới nha. Đây con lăn đây. Đây phần này đây rất là ít xước. Đó. Hàng này chuyên cho anh em đi sưu tầm nha, giá trị sưu tầm cao lắm. Hàng này là hàng nhông đồng thao, nồi đồng có đá chắc luôn á, có cò pha âm đây. Đó. Hoạt động quay ngược quay tới quay xuôi ok. Đó. Quay rất là mượt, xây tương đương với xe 10000 nha mọi người, máy còn full hợp. Đây. Đây. Tải từ mát là tầm 20kg. Đó. Khối lượng là 650g, dòng tôi là 1.4.5. Đó, máy là hỗ trợ full hợp, bao gồm hộp, nó bao gồm sách hướng dẫn sử dụng và túi đi theo kèm máy nha mọi người. Đó. Nhật động đây, chim mượt. Đó, rất là mới nha. Rồi, giá công khai luôn 1,5 triệu cộng ship nha mọi người. Đó,
con này về sưu tầm là khỏi chê luôn. Những con này á đều về tháo phần cước ra, sợ bên trong bị muỗi ăn, nhưng bên trong nó không bao giờ bị muỗi ăn nha. Đó, con này không bị muỗi ăn ở trong nha. Đó, máy số 8 1,5 triệu cộng ship. Tiếp theo là máy số 5, một con máy SS5000. Đây, nồi nó cũng khắc họa tiết hoa văn nha mọi người. Đây, để em lấy nét coi. Đó, ngoại hình còn rất là mới nha mọi người. Đó, cho mọi người coi kỹ luôn. Đó, hàng nội địa Nhật, hàng full hộp, full box luôn, không bị xước. Ngoại hình mấy ngày này tầm khoảng 95%, rộng chân châu không rung lắc. Cấu tạo nhông là nhông đồng thau nha, có phá âm. Đó, dòng này em không cần giới thiệu gì nhiều hết. Anh em sưu tầm nên hốt những máy này à, về cắt điểm. Đó, đó. Đây, hộp tiếp theo đây. Tiếp theo máy nè. Đó, full hộp. Túi nè. Đó, rồi tặng cái độn nồi luôn nè. Độn nồi cho anh em thành nồi có nông cho anh em đi đánh nè. Đó, đó, ok. Đó, rồi giá công khai cái này vẫn là 1,5 triệu nha mọi người. 1,5 triệu cộng ship, là cộng chân tru. Đó, rồi cảm ơn mọi người nha. Rồi clip sau em sẽ lên máy nhỏ cho anh em nào săn máy nhỏ giá bèo nhèo tập lua. Rồi chào mọi người nha.